Quý Chiến Hữu, cộng đại dành cựu sinh viên sĩ quan trường võ bí quốc gia Việt Nam. Trong những ngày qua, cuộc bên thắng cuộc đã tạo nên nhiều tranh luận trong cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản. Hôm nay, chương trình truyền hình của hội cựu sinh viên sĩ quan trường võ bí quốc gia Việt Nam Hoa Thành Đốn và phụ cận xin phỏng vấn qua điện thoại cựu thiếu tá Nguyễn Văn Nghiêm, nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 12 Nhảy Dù và cựu thiếu tá Lê Quang Liễn, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 7 thủy quân lục chiến. Ngoài ra còn hai nhân chứng khác là cựu thiếu tá Phạm Cang, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7 thủy quân lục chiến, nay là tổng hội trưởng tổng hội thủy quân lục chiến, và cựu thiếu tá Nguyễn Trọng Nhi, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 12 Nhảy Dù. Nhưng chúng tôi không có đủ thời giờ. Tất cả chúng tôi cùng khóa 20 trường võ bí quốc gia Việt Nam. Xin quý khán giả cho phép chúng tôi gọi nhau bằng bạn. Trước hết, tôi xin nói chuyện với bạn Nguyễn Văn Nghiêm. Chào bạn Nguyễn Văn Nghiêm. Chào quý khán giả. Chào bạn Võ Nhẫn. Xin bạn cho quý khán giả biết nhiệm vụ của bạn vào những giờ phút cuối cùng trong việc phòng thủ Sài Gòn nhân tháng Tư Đen 1975. Từ năm 1975, tiểu đoàn 12 Nhảy Dù đánh đóng tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, ứng chiến cho việc khu thủ đô. Vào trưa ngày 28 tháng 4, tôi được lệnh đến tiểu khu Gia Định để nhận nhiệm vụ tái chiếm dọc phòng thủ cầu Sài Gòn. Vì địch đã chiếm một đầu cầu và chúng đang ở trong làng báo chí. Chúng tôi không có một tin tức nào khác, kể cả các đơn vị bạn. Tình hình quá phức tạp. Chúng tôi lần lượt cho đơn vị vượt sông bằng nhiều hướng tái chiếm đầu cầu và làm báo chí khá dễ dàng. Sau đó nhanh chóng phối trí lực lượng phòng thủ, chiếm lĩnh tất cả các điểm trọng yếu dọc hai bên xa lộ, xa nhất là nhà máy điện Thủ Đức để bảo vệ cầu Sài Gòn. Tiểu đoàn 12 Nhảy Dù đã chiến đấu trong âm thầm, đơn độc, không có bất cứ một sự yểm trợ nào và đã hoàn thành nhiệm vụ giao phó. Và đây cũng là trận đánh cuối cùng của đơn vị chưa hề chiến bại. Tại sao bạn và bạn Nhi quyết định không phá hủy cầu Sài Gòn? Từ suốt ngày 29 tháng 4 cho đến gần sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, từng đoàn trực thăng của Hoa Kỳ vận vũ trên không phận Sài Gòn để bắt người di tản. Tôi đã cố gắng liên lạc với Bộ Tư lệnh Biệt khu Thủ đô, tiểu khu Gia Định cùng tất cả các đơn vị bạn nhưng đều vô vọng. Sài Gòn đã hấp hối. Và tôi đề nghị bạn Nguyễn Trọng Nhi lái xe vào trung tâm thủ đô để quan sát. Bạn Nhi cho biết tình hình hết sức tệ hại, dân chúng hỗn loạn, giao thông không còn kiểm soát nữa, và Bộ Tư lệnh Biệt khu Thủ đô bỏ ngỏ. Tôi và bạn Nhi cùng bàn bạc cân nhắc và sau cùng chúng tôi đưa đến quyết định không phá cầu Sài Gòn. Vì nếu có sắp phá sập cầu đi nữa cũng không thể cứu vãn được tình thế và chỉ tạo nên khó khăn cho người dân mà thôi. Cảm ơn bạn. Xin chào. Xin chào. Bây giờ tôi xin nói chuyện với bạn Lê Quang Liễn. Chào bạn Liễn. Xin chào quý khán giả. Chào bạn Nhân. Trong cuốn Bên thắng cuộc có viết tiểu đoàn 7 thủy quân lục chiến đầu hàng ở Thuận An. Bạn nghĩ sao? Thưa quý khán giả, tôi và bạn Phạm Cang cùng tất cả các chiến hữu của chúng ta đã chiến đấu và bị bắt tại thôn An Dương, quận Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên trong lúc đơn vị chúng tôi được lệnh di chuyển về Đà Nẵng. Ngay khi tôi được biết sự dối trá này, tôi đã lên tiếng phản đối. Tác giả bên thắng cuộc đã xin lỗi tôi và binh chủng thủy quân lục chiến và xác nhận đó là những chuyện mà báo chí cộng sản bịa đặt vu khống nhằm bôi nhọ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nay vì Đức hứa sẽ hiểu đến phần này, nhưng xin đồng hương phải cẩn thận vì Huy Đức là một đảng viên cộng sản mà bản chất của cộng sản là xảo trá. Trong trại tù, bọn cộng sản đã đối xử với bạn như thế nào? Cộng sản gọi là trại cải tạo,
Nhưng thật ra đây là trại tù khổ sai. Tôi là người tù khổ sai thực sự. Và tôi là người tù cuối cùng của lữ đoàn 147 trực lục chiến ra khỏi trại giam ngày 12 tháng 2 năm 1988. Tôi bị kiêm giam trong phòng tối 4 năm 7 tháng 24 ngày, bị chúng còng tay cùng chân hành hạ, đánh đập đến gãy xương sườn. Tôi đã bị chúng hành hạ tra tấn bằng nhiều loại cùng sau đây: cùng gỗ kẹp nửa ống quyệt cả hai chân, cùng bó chặt hai chân. Tôi chỉ nằm không nhúc nhích được, rệp lúc nhúc trong cùng gỗ cắn mũi đốt. Tôi chỉ nằm chịu trận. Cùng loại hình thoi bằng sắt, răng cưa kẹp vùng mắt cá cả hai chân, chân phải duỗi thẳng vì càng cử động thì răng cưa cắt da bọc xương, nỗi đau càng tăng. Rồi cùng chữ U bằng sắt để đúc bê tông, treo hỏng chân lên khỏi mặt đất, thể xác đau đớn vô hạn khi đôi chân chỉ còn da bọc xương đè nặng triền miên. Mỗi ngày tôi chỉ có được 1 lít nước để uống và làm vệ sinh, cứ 15 ngày mới được 1 lần đi tắm. Con người còn tệ hơn súc vật, cơ thể thì trần truồng, còn ăn ngủ tiểu đại tiện ngay tại chỗ khoảng 2 mét vuông. Đó chính là thiên đường xã hội chủ nghĩa mà Hồ Chí Minh đã đem đến cho dân tộc Việt Nam. Nhưng tác phẩm Bên Thắng Cuộc lại không nói những đến những điều mà bạn vừa nói. Trước hết, Duy Đức là đảng viên cộng sản, mà bản chất của cộng sản là gian ác và lật lọng. Điển hình, việc cộng tố cáo trường cộng quân sơn của Việt Nam Cộng Hòa là quá hẹp cho những người Việt Nam dù thấp bé cũng không thể nằm duỗi thẳng, và trần quá thấp nên tù nhân khó có thể đứng thẳng người. Nhưng gần đây, ông Robert Turner, giáo sư Đại học Luật khoa Virginia và Đại học và Học viện Hải quân đã viết: thật ra, tôi đã đến Côn Sơn và thăm những chuồng cọp này. Tôi nghĩ rằng chúng ta cũng đồng ý là tôi hơi cao hơn đa số người Việt Nam. Vậy mà tôi chưa thể gói tới cái chấn sóc trên trần, vốn cao tới 3 mét kể từ mặt đất lên. Giáo sư viết tiếp: cũng chẳng gặp khó khăn gì để duỗi dài chân trong cái xà lim 1 bề 1.5 và 1 bề 3 mét của cái gọi là chuồng cọp. Giáo sư kết luận: cán bộ cộng sản chống Việt Nam Cộng Hòa đã từng cáo giác chuyện chuồng cọp, biết là họ nói láo. Xin bạn cho vài cảm nghĩ. Thưa quý khán giả, đa số người dân Việt Nam trong và ngoài nước đã biết rõ bản chất gian ác của cộng sản. Chúng đàn áp, bóc lột những người dân trong nước một cách dã man, tàn bạo khi dân chúng thể hiện lòng yêu nước, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải hoặc đòi hỏi tự do, tôn giáo, nhân quyền và dân quyền. Trái lại, chúng lại tốn bao nhiêu công của để kêu gọi đối thoại, dụ dỗ kẻ nhẹ dạ của khúc ruộng ngàn dặm về Việt Nam làm ăn du lịch, mà trước đây chúng miệt thị gọi là bọn tay sai, đẩy theo đế quốc Mỹ vì bơ sửa, sửa càng, nhằm chia rẽ người tranh đấu trong và ngoài nước. Cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản chỉ ngưng tranh đấu và sẽ tích cực hiệp trợ cho một chính quyền được dân chúng tự do lựa chọn và người dân được hưởng đầy đủ các quyền tự do căn bản của con người. Xin cảm ơn bạn. Xin kính chào quý khán giả. Chào bạn nhân. Trên đây, những nhân chứng sống đã làm sáng tỏ đã điều mà Bên Thắng Cuộc đã viết. Không ai mà không biết được cộng sản đối xử vô cùng tàn nhẫn với những tù nhân trong bậc trại khổ sai này. Với tư cách là nhà báo và đã có cơ hội tiếp xúc với người tù cải tạo, ngay khi bạn của tôi lên tiếng, Huy Đức đã xác nhận đó là những bài báo tuyên truyền của cộng sản và xin lỗi. Nay còn hứa sẽ hiểu đến. Điều quan trọng, Huy Đức là đảng viên cộng sản được ưu đãi. Huy Đức đã biết đó là những bài báo tuyên truyền nhân vật viết vào Bên Thắng Cuộc, chị phỏng vấn và cảm ơn các đảng viên cao cấp của cộng sản.
rồi lại phát hành ở hải ngoại. Những điều này đã làm cho cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản đã chống lại bên thắng cuộc. Trân trọng kính chào, xin quý vị và hẹn quý vị vào chương trình kỳ đến.